giờ bán rẻ 10.000 ba cái luôn. À vậy hả? Rồi bình thường bán mắc là nhiêu? 5.000 cái. À vậy hả? Trình đi ăn bánh thật là gian nan nha. Hả? Nè. Trời ơi, điều này ăn rồi xong mua đem về rồi. Bánh Thái hả? Còn cái bánh này giống bánh nướng chiếc vàng nữa ha. Trời ơi, cái đường đi dễ đi quá thành nên nó vậy đó. Đi đi lạc. Từ xe đét qua đây mà đi mấy tiếng đồng hồ mới tới. Chị Google nó dẫn hơn, nó ta hết biết đường đi rồi. Đúng rồi đó. Dạ. Nước mát. Ồ, bánh bao chiên, bánh cam. Giờ mình ăn bánh gì vậy ta? Dạ, có bán rẻ nữa hả? Bán hả? Cái gì 10.000? Ăn bánh bao chiên ăn được chị. Bánh bao chiên mua bỏ về xem gì ăn được. Đúng rồi. Đó nhiêu 10.000 ba cái. Giờ bán rẻ 10.000 ba cái luôn. À vậy hả? Rồi bình thường bán mắc là nhiêu? 5.000 cái. À vậy hả? Bây giờ hai chị, một chị giống chừng em á, em không nghe. Đi từ ở ngoài kẹt đường gà dưng hư đôi dép luôn rồi. Dạ dạ ngồi hả? Ngồi hả? Suy nghĩ làm chi? Để em làm, em biểu diễn cho. Này thế rồi. Ủa tại sao bán mặn mà bán chay? Ủa chung chỗ dầu lần ra mình bán gì với gì vậy? Này gian hàng bà mấy đây? Gian hàng bà chú chiên hả? Cô Thu chú chiên. À cô Thu chú chiên. Đó, có ai đi chợ Cù Lao Cao Lãnh? Cao Lao, Cù Lao Tân Thượng Đông. Ghé gian hàng của cô Thu chú chiên. Nhưng mà ăn bánh bánh bao chiên thấy ngon. Ngon chị, này ngon. Cái bánh 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 cam. Bánh cam là nhiêu chục? 10.000 bốn cái phải không? 10.000 bốn cái. Bánh ua thun nhưng mà thường giá là nhiêu? 10.000 bốn cái. Nhưng mà bữa nay tại lễ quá thành ra ế. Bán người 10.000 bốn cái. Bánh bao chiên á thì thường ngày á là bán đắt á thì bán 10.000 ba cái. Ủa 10.000 hai cái. 5.000 cái. Nhưng mà bữa nay bán không được đắt thì bán 10.000 ba cái. Nhưng bánh ngon nha. Mà con mình có đi chạy Cù Lao ghé đây ăn. Ủng hộ cho cô Thu nha. Ủa gì nữa hả? Trứng cút hả? Bao hả? Ồ, dùng bánh nè. Dùng bánh nè. Gắp đi chơi luôn. Ở Vĩnh Long không có hộp gà. Ở Vĩnh Long không có bánh. Ba
phải lặn lội từ bển qua đây. Chắc qua đây có chỉ có mấy chục cây số mà đi từ sáng tới chiều mới tới. Mấy cô có muốn gì ăn? Mua bên đây gì? Thôi này không chơi, lao cái bụng hàng này lắp một xe bệnh mũi. Thôi bán cầu này mềm mày. Bao nhiêu một cân? Trời ơi! Từ nhà cho bán mắc vậy. Nó bán kiếm 50, bán 50 kg gì vậy? Cái này trời ơi, còn cái này được nè. Rồi nữa hả? Để còn nhiều gian hàng lắm, đứng mua sẽ cái sạch luôn gì. Bữa nay đi không lợi, người ta nhận lợi, người ta không hết trơn. Còn sạch không luôn. Đâu rồi? Đâu đang lại? Mà gì ta? Dạ bưởi hả? Dân này bụng không im. Chụp thời là cái đó em mê lắm. Báo gì kìa? Thông báo cái gì mà nó thông báo không mà nó nói gì? Trời ơi, nói tôi chứ. Mà học được nhiều thứ nha. Đi vô cái trường Bành Kỳ. Rồi nè. Bành Đúc. Nè nè nè, bún riêu nè, chị Lư nói nè, phải không? Nè nè, có gian hàng này, cái gì nè? Ủa đây nè, bên đây nè. Bún riêu nè chị. Bánh canh hả? Ủa mấy bạn mua gì mà lâu như vậy? Từ từ hay ơi, từ từ. Bún riêu cua. Trời, đi lẹ đi, hết đồ ăn rồi. Trời ơi, trời ơi. Đừng chạy cầu quẹt. Chân trời. Mỗi lượng bữa này lát ăn đường gì nè, ăn xong lát ra ăn bắp xong mỗi lượng được. Mẹ không? Ừ, ăn chấm gì ngủ ăn cái mẹ ta. Thôi vậy thôi không ăn đâu. Trời ơi, mặn đẹp.
đi kể mình ra mấy cái dân hàng này hết trơn rồi nè. Ơi hai ơi, mấy bà còn mua đồ nữa, từ từ mấy bà tấp quá tà. Trời ơi đi lẹ mày hết hả? Thôi từ từ, từ 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 từ. Đúng gu nó là thôi Thái ha. Trứng cút nướng dẹm. À dẹm. Cái này là gì nè? Biết mua cái gì mà ở lâu dữ vậy? Ghé từ sạp luôn, không có sạp nào. Ủa đây vô trong con sông. Thôi mình đi lẹ đi. Đừng mấy người đi. Quay lại thấy chắc mấy quầy này dẹp hết quá. Thôi. Hồi nay gì? Đảm bảo. Em mua ẩm thôi, 9 giây. Dạ. Chà chùa nào, này cái gì đây? Ngoài sản phẩm này nó hết rồi, chỉ dẹp này. Hai hai hai, lại đây chụp hình này. Mấy bả xài hết đồ rồi, đang mua hết, xài từ sạp, sao mà. Trời ơi, trời ơi. Trời ơi, một chi chua ngọt trong đây mọi người đừng ngọt. Xíu nhẹ, xíu nhẹ. Rồi có rau củ nữa. Hết mồi thôi, giờ mình mua rau củ gì mình nấu bên ăn. Trời ơi, trời ơi. Là gì nè? Từ từ, là gì? Hết nướng luôn. Ủa có cơm lam nữa hay gì nè? Cơm lam. Cơm lam hay cơm nếp? Ồ có rồi. Rồi tép đu đủ. Món này được rồi chị. Nè món này được nha. Mấy mình ăn mình chờ mấy bà tới đi. Ủa ngồi đâu ăn đi. Rồi rồi. Ăn này đi. Trời ơi. Trời ơi. Ăn nước ngon. Chợ Cù Lao hai chị em ăn rồi đủ đủ. Nó cũng giống như các rổi khác nha, nhưng mà nó đặc biệt hơn. Ở đây ngoài cái lỗ tai heo tép và đặc biệt là có bạc khí á, mình cứ nghĩ là lạ có thể không ngon, nhưng mà nhờ những bạc khí mà ngon đủ đủ. Lỗ tai heo. Rất là ngon. Cái quầy này tên gì vậy ta? Ngọc Nhi quầy gỏi cuốn. Gỏi. À quầy gỏi đu đủ Ngọc Nhi. Của Chè Cù Lao nha bà con. Thấy đơn giản nhưng mà ngon. Người tại quay. Nếu được quay sao trễ. Ăn lưng hơn nữa rồi đó. Một hộp vậy nè. Có 20 nghìn. Chị hai của tôi chỉ ăn có phần nửa thôi. Cái này là ăn cũng hoàn hoại á. Chứ không có mắc. Dạ. Cái gì? Không đọc nữa. Cái này là ăn giải nhiệt, đốt bò tử. Mà ngon miệng. Lâu gặp, lâu gặp. Có cái đấu quá, nhà vô ăn quên quay. Ăn cho mỡ quê.
chạy qua ăn được một bữa ăn, chạy chút cà lan. Bán từ mấy giờ? 11. Mà chắc nắng dữ lắm ha. Ngày nay là qua Đầm Tháp là từ làng qua chạy ra là coi như chăn nắng không. Trời ơi là... Trời ơi. À, từ. Rồi vậy cho nó mất khác. Ớt. Ủa chị ăn luôn hả? Có mình ăn gì chiên gì ăn. Quên mất, căng lắm nha. Bà thế mà bà cứ chết đấy, mất hình. Ăn này có cho khăn lao mà ăn nó văn xà lao. Trời ơi. Trời. Mày có không? Có cái giấy. Thôi thôi. Ăn cái này nó văn xà lao mà không có khăn giấy. Ăn rồi. Dạ. Vô tới gần tới đây nó mới chỉ. Ăn dĩa cũng ứ thử vậy hay. Dạ, nhiều quá. Dạ. Đây dọn chạy vô rồi. Cô bích em. Lẩu gà lá giang, kho chiên giòn, bún cua kem đậu, nem nướng. Hết rồi, hết rồi. Nói bên đây có gì quên này. Trời ơi. Bên đây. Trời ơi. Thôi từ từ từ. Thôi từ từ. Này là hộp é. É không vậy hả? Thường thường người ta xương xa hộp é chung như vậy. Hết luôn hả? Xương xa xương sáo hết luôn hả? Chú quán đẹp quá thành ra bán đắt nào hết. Trời ơi. Thấy cái ly là thấy hấp dẫn rồi đó. Phải đủ món mới hấp dẫn. Còn món. Đây là quán cua viền. Xương xa bánh gọn. Ồ mấy cái món viền không mà cho nó hết. Đây,
giá ok nha. Đây là cảnh tiêu điều của chợ Cù Lao tại cái tàu đi trễ. Trời ơi, thịt bách cũng còn món nào luôn. Mọi người đã ăn lâu rồi. Cái này mình khỏe mà không có nóng. Vui lắm. Đi mát thì khỏe ha. Dạ. Thì là nó căng bụng luôn hai ơi. Uống đi là vô. Ra đường đứng như vậy. Quá này còn đâm nè. Mà đủ ăn gì nữa. Ăn gì vậy? Cơm hả? Không biết hả? Trời ơi. Không trời ơi. Con cái là lát bảo đảm đó bụng. Tại ăn gì vậy? Mẹ con ăn gì? Đi rồi đâu? Tính quay lại ăn hộp vịt lộn hả? Đúng không? Vịt rồi hả? Thôi luộc không nha. Ủa đây hết hả? Kiểu này gọi thêm đẹp ghê ha. Mấy ship lớn gì à? Phải festival mà phải mấy ship của các tỉnh nữa. Dạ phải cái ship của các tỉnh nữa chị có mời mà phải ship bự nữa. Qua của đất mang cho người đương chắc. Nóng mà nóng lắm chị ơi. Dạ. Xíu này xíu nóng mà. Ồ mà năm nay Noel không lạnh luôn ha. Dạ. Xe xe lạnh mà xe thôi. Đổ lên miền Bắc hết trơn. Tại bữa anh ra ngoài dạ, phát sẵn các tỉnh mà chị. Dạ các tỉnh. Cái này hồi đầu tiên chỉ ông làm đi Cà Mau. Cà Mau với Cần Thơ là có trước.
Ha ha ha.